Những lượng máu không còn lại quá nhiều. Slider nằm xuống 3-0 dành cho SM. Thậm chí họ đang muốn tiếp tục tấn công vào người của Cô Tật. Slide băng thẳng vào, có hồi máu đến từ Celeb. Pha băng thẳng vào đến từ các thành viên ST để tấn công vào Cô Tật. Một lượng rất lớn đến từ Celebrity. Đó là chưa đủ. Cô Tật vẫn còn một chấm máu. Và đó là một mã hạ gục dành cho Threat Simia. Cùng tình huống trước đó thì chúng ta đã thấy rằng Slider đã